Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em có một cái con loa liền công suất, loa Panasonic của Nhật, sản xuất tại Nhật anh em nhé. Và con loa này nó rất là đẹp, nó có tích hợp công suất và nó có volume chỉnh luôn. Có volume chỉnh đây em nhé. Đấy, volume chỉnh đấy. Và nó là có một cái thôi, và nó chạy điện 100V. Con này sản xuất tại Nhật anh em nhé. Bát của nó là bát toàn giải 10 cm, tiếng rất là hay, anh em dùng cho máy tính hoặc là tivi cực kỳ hay luôn em nhé. Và nó rất là gọn. Con này thì em bán 900.000, anh em về làm có thể là độ loa Bluetooth hoặc là để dùng cho tivi hoặc máy tính. Sau đây em sẽ test thử chất âm của nó nhé. Em đang lấy tín hiệu từ máy tính. Trời kinh hoàng, nhắm mắt tiền.